Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật buồn, bài học lớn cho nhiều giáo dân, đặc biệt người đi làm ăn xa. Thêm bản tin, kỷ lục số lượng người dâng hoa tại Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau đây còn là một câu chuyện thật buồn nhưng cũng là bài học cho mỗi người công giáo đi làm ăn xa, đi trọ hay thuê mặt bằng kinh doanh. Anh Nguyễn Minh Đạt chia sẻ, xin lưu ý với anh chị em công giáo đang ở phòng trọ hoặc nhà thuê, khi dọn đi thì cũng nên dọn bàn thờ Chúa theo luôn. Đừng để như tình trạng này, chủ nhà không phải là người công giáo nên họ đem đập bỏ thùng rác luôn. Kèm theo đó là những bức hình phạm thánh của người ngoại đạo, tượng Chúa chịu nạn, thánh Giuse bị đập vỡ ngổn ngang, thật quá đau lòng. Đây cũng là bài học cho bất kỳ mỗi người công giáo chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, một sự kiện vô cùng long trọng, hoành tráng với quy mô lớn đã diễn ra tại Tổng giáo phận Hà Nội. Linh mục Tin Yêu cho biết, dâng hoa đồng tiến Tổng giáo phận Hà Nội với 545 đội hoa, tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ, tri ân mọi người. Kèm theo video, mọi người gồm nam nữ dâng hoa rất long trọng và sốt sắng. Nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành tới Việt Nam chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.